ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2021 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Sẽ công khai thông tin ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Không cần dùng thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh. CEO doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ đồng nói gì? Vinhomes ra mắt dự án tại đại đô thị thông minh. Doanh nghiệp xây dựng kêu cứu. Cabason chính thức được bàn giao mặt bằng phía trên. Đấu giá gần 3.800 căn hộ ở thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị, Quỹ vaccine phòng COVID-19 vừa thông báo sẽ công khai thông tin về số tiền ủng hộ hàng tháng, hàng quý và hàng năm, đồng thời có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ minh bạch. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, dự kiến sẽ sớm được ban hành trong tuần này. Theo dự thảo, toàn bộ số tiền huy động, danh sách người tài trợ, số tiền đã chi, số dư quỹ sẽ được công khai trong báo cáo tài chính và được công bố trên trang web chính thức của Kho bạc Nhà nước. Bộ Tài chính khẳng định quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Ngoài báo cáo hàng tháng, theo dự thảo, quỹ sẽ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc của nhà tài trợ, đồng thời cũng được kiểm toán theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết hiện tại người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, thay vì sử dụng thẻ giấy, người dân chỉ cần dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, cơ sở khám chữa bệnh sẽ sử dụng đầu đọc để quét mã QR code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám và chữa bệnh trên toàn quốc, người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ như đã xảy ra đối với thẻ giấy, đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tính bảo mật, an toàn khi sử dụng được đảm bảo, hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu Auto Investment Group tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có phát ngôn chính thức sau khi thông tin doanh nghiệp của ông được đăng ký thành lập với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng xuất hiện trên truyền thông. Vị doanh nhân 36 tuổi khẳng định mình là người thật, việc thật, sản phẩm của công ty là 5.0 nhưng chưa thể trình làng vì còn đang hoàn thiện. CEO của Auto Investment Group cũng cho biết sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi ra quyết định nên số vốn đăng ký thậm chí còn ít chứ không có sự nhầm lẫn. Ông dự kiến làm việc với một số ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, Ocean Bank và các tập đoàn bất động sản Novaland, FLC, Hà Đô để huy động vốn. Nếu các cổ đông sáng lập góp đủ vốn, doanh nghiệp nói trên sẽ là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt mặt các doanh nghiệp nhà nước như PVN, EVN, Viettel hoặc các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn như Vingroup. Thưa quý vị, mới đây công ty cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt The Metro Line, dự án duy nhất nằm giữa tam giác vàng, ba tuyến metro tương lai tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Với vị trí đắc địa, The Metro Line sẽ mang tới trải nghiệm sống đẳng cấp, hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư hấp dẫn nhất ở phía Tây Hà Nội. Nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City, The Metro Line là dự án duy nhất sở hữu vị trí đắc địa nằm ở trung tâm của 3 tuyến metro trọng yếu 5-6-7 theo quy hoạch của thành phố, cùng 2 trạm dừng ở gần dự án. Từ đây, cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến các địa điểm trọng yếu trong thành phố thông qua các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, đường Lê Quang Đạo. Về tiện ích, The Metro Line thừa hưởng trọn vẹn tiện nghi từ bộ tứ kim cương của tập đoàn Vingroup, gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall nổi lớn nhất Hà Nội, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống, hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool và tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp Vinhomes. Ngoài ra, The Metro Line sở hữu hệ thống tiện ích riêng biệt gồm 3 bể bơi nội khu, trong nhà và ngoài trời, sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn, hàng chục vườn dưỡng sinh
vườn cờ, hồ cảnh quan và sân vườn đường dạo sinh thái. Đặc biệt, The Metro Lights là dự án đầu tiên sở hữu riêng vườn Nhật nội khu và bể bơi 4 mùa nội khu tại Vinhome Smart City. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đây đã gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo và các ban ngành liên quan để xin kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng hoặc tạm dừng thi công chờ bình ổn giá thép và các loại vật liệu xây dựng khác. Đây cũng là thực trạng mà rất nhiều doanh nghiệp xây dựng trên cả nước đang gặp phải. Trong đơn kêu cứu, hiệp hội này thông tin trong tổng giá trị công trình thì chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Vì giá thép và các loại vật liệu khác tăng phi mã, một doanh nghiệp xây dựng phải bù lỗ tới 600 đến 700 triệu đồng cho những công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc bùng phát dịch Covid-19 cũng khiến một số doanh nghiệp xây dựng phải dừng thi công, cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế chung, nhất là các doanh nghiệp thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng. Xăng dầu không có đầu ra, dẫn đến một lượng lớn nhân công không có việc làm và thu nhập. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc giá thép hiện nay tăng khoảng 50% so với năm ngoái đã tạo ra áp lực lớn cho các nhà thầu xây dựng. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 31 tháng 5, đơn vị chính thức tái lập cảnh quan phía trên nhà ga Ba Son, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, nhà ga được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công từ cuối năm 2014. Đến nay, hạng mục kết cấu của nhà ga đã hoàn thành và đang tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng của nhà ga. Đến nay, mọi công tác tái lập mặt bằng phía trên ga Ba Son được hoàn tất và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bàn giao mặt bằng này cho quận 1. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bán đấu giá lần thứ 3 3.790 căn hộ tái định cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức với giá khoảng 9.900 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt giá khởi điểm trước ngày 20 tháng 5, hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức đấu giá trước ngày 15 tháng 6. 3.790 căn hộ này thuộc khu tái định cư Bình Khánh, diện tích hơn 38,4 ha, gồm tổng thể 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án hoàn thành từ năm 2015, sở hữu vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh tuyến đường xương sống Mai Chí Thọ nối liền trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh qua hầm Thủ Thiêm đi thành phố Thủ Đức, quận 2, quận 9 Thủ Đức cũ. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chế cuộc đấu giá thì thông tin về cuộc đấu giá sẽ được niêm yết công khai và công bố theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, mời gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đấu giá 3.790 căn nhà này. Thưa quý vị, nhận thấy tiềm năng về vị trí của huyện Sóc Sơn nằm giáp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là trục đường giao thông quan trọng nối liền các khu kinh tế lớn như Hà Nội, Lào Cai và sân bay quốc tế Nội Bài, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Ngày 18 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành quyết định số 2216 QĐ-UBND về việc thành lập khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trong tiểu mục Hành lang ngày hôm nay, chúng tôi xin thông tin đến quý vị điều 1 của quyết định với các nội dung cơ bản về khu công nghiệp sạch Sóc Sơn. Quyết định điều 1 thành lập khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội với các nội dung chính sau. 1. Tên khu công nghiệp sạch Sóc Sơn. 2. Diện tích 302,8 ha. 3. Địa điểm xã Minh Chí và xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. 4. Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng DDK. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 01011969337. Lần đầu ngày 13 tháng 12 năm 2002, thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 2 năm 2016 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Trụ sở chính số 5 ngách 629/15 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Văn Dương, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc.
tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất. 5. Tổng vốn đầu tư dự kiến 3.226,92 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 850 tỷ đồng. 6. Thời hạn hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. 7. Ưu đãi đầu tư, dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành. Để có thông tin đầy đủ về quyết định quan trọng này, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ hanoi.gov.vn. Xin chúc quý vị tra cứu và hiểu đầy đủ các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào quý vị, chúc quý vị mạnh khỏe và cùng nhau nâng cao ý thức để vượt qua đại dịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của Invest TV. Hội môi giới bất động sản Việt Nam, nơi hội tụ và cùng lớn mạnh của hàng trăm doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản. Hàng vạn môi giới bất động sản xuất sắc nhất ba miền Bắc Trung Nam. Tháng 6 này, đại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử của nghề môi giới. Đại hội Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2 2021-2026 và Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam 2021. Đánh dấu bước phát triển mới của hội, thúc đẩy sự lớn mạnh của thị trường bất động sản Việt Nam. Tôn vinh những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp môi giới có thành tựu và đóng góp tích cực trong năm 2020. Cùng chờ đợi để kết nối và chia sẻ. Giao lưu và bứt phá thành công.